Hello, Lan xin chào cả nhà. Sáng thứ bảy Lan với cháu nội đi ăn nhà hàng Nhật nha bà con. Đây, tới nhà hàng Nhật rồi đây. Rồi vô đây mình ăn đồ ăn Nhật. Ok, ngồi đâu? Hai bà cháu ngồi đây nha. Ngồi đây. Rồi con ngồi đó đi. Vậy là con muốn ăn cái này, cái ve chì udon. Nha. Udon rồi cái gì udon rồi bà nội ăn cái gì đâu. Yes, cái này bài cái này xíu út ta udon này bà đã kêu xíu út đi rồi bà nội mua cái này đi cái nào đó ra làm như vậy đó sao không ok rồi như con uống cái nước luôn á ok hôm nay cháu nội đòi ăn nhà hàng Nhật cho bà con đang đi vô nhà hàng Nhật ở Phú Sài ăn. Hello cô gà, đi. Hello cô gà, bị đau găng rồi chút xíu nó dắt cháu nội đi bác sĩ. Ở bên đây cái tiệm bán đồ rất là nhiều đồ ngủ nha bà con. Đang ở chợ Phú Sài. Cho tao mấy quần áo ngủ ha. Đối diện với nhà hàng. Dọn gì đó bạn, dọn gì đó cô gà. Hai bà cháu đi ăn phải không? Đi ăn. Con mọc răng đó bà con, cháu nội mọc răng nên bây giờ sẽ sẵn chắc đi bác sĩ nữa. Ba mẹ đi làm cuối tuần hết rồi. Phụ, ngu lắm cái gì. Đi gặp lao đâu. Ăn đau phải không? Chút xíu mà nội dắt đi bác sĩ. Đây Lan kêu một dĩa cơm chiên của Nhật nha bà con. Lan đi ăn cơm chiên thèm cơm nha. Đây, thèm cơm chiên của Nhật đây. Một chút xíu ớt vô coi cho nó ngon nha. Wow, xíu ớt vô. Ớt vô chút xíu cho nó ngon nha. Wow, ngon quá, khô gà ăn mì udon của Nhật mà mì chay nha. Wow, nhắm nhắm, rồi ăn đi con, ăn đi. Để bà nội lấy cái chén nha. Hay là con ăn hết đi, nhiêu thì ăn, còn nhiêu bà nội ăn tiếp con nha. Rồi con mua đem về không? Hay là con mua cái khác đem về? Rồi ăn đi, chúc bà nội ăn tiếp, nhắm nhắm. Mời cả nhà ăn trưa với hai bà cháu Lan nha. Mời cả nhà. Rồi Lan mời cả nhà ăn với Lan với cháu nội Lan nha. Hình như nó hơi lạc Lan cho ăn dùng miếng tương nha. Để miếng tương ớt nữa thôi. Mình đi ăn ớt cho cha quên ngọt ok. Ok. Mời cả nhà. Nhâm nhâm. Sáng ăn cô chắc chút phải ăn tiếp nó rồi. Ngon lắm bà con. Cơm chiên, sẽ xước cơm chiên. Hơi lạ quá anh để cứ ăn được rồi thôi. Cũng gần 11 giờ trưa chứ không.
dầu cười cười bỏ xúc cái anh rồi đó, xúc cái anh rồi đó, làm bộ mẹ mới nhỏ hay gì vậy, bộ má mi cũng mới nhỏ con đó hả, mai là cô gà má mi nó mới nhỏ nó cây gần đâu vừa là ăn không có hết mà con ơi, là ăn đẩy rồi họ thích quay rồi làm không ăn không hết đâu, nhiều lắm nên là ăn không nữa, không tới hơn nữa nha, lạnh nhưng không có đói gì mấy. Nhỏ này chắc ăn cũng không hết nữa, ăn nữa không bà nội đúng chưa? Bà nội bỏ vô hộp để chị cho con nha, nha em nhìn hàng nha, bà nội bỏ vô đó, thích quay bóp nha, bà nội lại chưa thích quay bóp cho con nha, you want you like this, yes, con. Lan đang đi ở chợ phút rầy của người Việt nghe bà con nè. Để Lan quay sơ cho coi nha. Cũng rất vui nha. Đó stop sign đi. Bán bông nhiều quá kìa, để bà nội coi có cái gì không. Wow. Bán bông qua nhiều quá nè. Ồ, hoa quỳnh đẹp quá hả? Cây hoa quỳnh đẹp quá kìa, bự đẹp quá. Để ồ, hoa quỳnh nữa nè. Hoa quỳnh. Để bà nội coi coi hot pot ở đây 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 nội nội, để bữa nào bà nội lại ghé nha. Đây cầm 15 đồng của gì cũng 15 hả. Đây oh, you alright? Ô vẽ không? Wow, nhiều hoa lan đẹp quá. Wow, đẹp không? Đừng gờ có gãy chút gậy. Bà dì bắp bông đẹp quá nè. Đây bà nội chụp. Đi lẹ. Đi tới. Ồ, bà dì bán đủ hết nè. Sao chồng khó lắm phải không? Khỏe không? Lâu quá không thấy lời giáo hội gì. 18 tây tháng 12 này có thằng cái hội có lễ nè. Có gì gặp cứ hỏi ổng thì ổng nói ổng không có nghe. Bữa tại không có thông báo. Bạn nó rủ đi, 18 tháng 12 có gì chạy lại. 18 tháng 12. Vậy thôi em đi. Rồi. Trồng cái gì cái nấm mốt vậy chị? Cái này mốt cái gì vậy? Mốt đầu. Có lẽ tôi sẽ đứng ngay mốt một mũi như vậy chứ. Mốt mũi như 7 đồng. Ngồi ra chỗ ngồi gai ương tốt bây giờ. Ngồi gai chế bán nhiêu mũi? Ngồi gai 8 đồng nhưng mà cô lấy đi để 2 chậu 14 đồng. Bầu với mốt. Cái này cũng chế luôn hả gì vậy bông? Chế bán chậu nhỏ nhiêu vậy? Mà sao em chồng chết hoài vậy? Tại mùa để nó lạnh quá. Lạnh quá vô giờ mình chồng để đâu? Chồng để mùa lạnh mình đem vô nhà con. Ờ, một chậu bán nhiêu vậy? Chậu nào tại vì chậu lớn. Mấy
mấy chậu nhỏ đó, chậu nhỏ chỉ bán nhiêu. Nhà này nè. Ấy da, chết 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 rồi, bay hết rồi, bay hết rồi. Hả chị? Chậu nhỏ nhiêu? Chậu này 30. Chậu đó 30 hả? Mà sao em mua lần nào cũng chết đó, là còn cái chậu này. Chậu đó chứ chậu nhỏ nữa chứ bán nhiêu. Không bên đó nè, cuối cùng á. Ừ. 25, cũng 25 30 à. Cháu có bớt em hả? Còn bự bự chứ bán 50 bao nhiêu? 55 đồng. Ôi thôi chồng chết hoài à, cha nản cái đó đó. Đi đi đi, bà nội đi. Which one better or doesn't matter? Same. Yeah, the same. I'll take the green one. Yeah. Đây bà nội với kia, bà nội đi đi đi. Để bà gì bán bao nhiêu quá kìa. Đó đi. Con có ăn gì không? Nói bà nội nghe ai. À, mua bánh này đây hả? Mua cái nào đâu chỉ đi. What do you like? Chicken, schnitzel, cannoli, cabbage roll. Con thích cái nào? Con thích cái nào? Hả? Cookie đâu? Cookie đâu que? Cái này hả? Hay là nào? $5. À, cái đó. À, cái inside này đó hả? À, she buy inside here. The cookie. Which one? À, để bà lấy ra đi cho con coi. That one? Yeah. Yeah. Ah, okay. How many you buy? How much? How many she like? Bà con muốn mua mấy cái? One ăn gì? Chị mua hai ba cái đi. Chu, chị buy chu. How much chu? Ba cái bánh cookie 2 đồng. Đó, mua bánh à, cô gà mua bánh cookie rồi. Okay đi. Đây. Ôi, cây sướng kìa. Qua gì quên rồi, qua quên của quên. Để bà nội để cái bóp tiền vô nha, để nó mắc nha con. Để bà nội để bóp tiền vô. Rồi đi. Đi với nội. Ồ, mấy ông chú bán bông đẹp quá quên nha. Quên già. Đẹp quá kìa. Đi lẹ. Quá à, bác đủ đồ hết nè. Kìa, muốn mua gì không? Cookie à? Cái bánh á hả? Cookie bà nội để đây nè. Đây bà nội dắt đi nè, đi lẹ. Đó, đi. Đâu con muốn mua gì? Có tư vô lại. Muốn mua gì? Đồ đó vàng, giọng nó muốn mua nào không? Bà gì bán đó. Hả? Không muốn mua thôi đi. Mình đi. Vui không? Đi vậy đi. Ô, có bán đồ bà nói kêu kìa. Đây, ở đây. Ô, gặp cái rồi kìa. Ô, để coi bán gì đây. Quà wow, bữa nay bán hộp quá trời nè. Chùm gây là gì ta? Bồ ngót. Đó, bồ ngót bán hộp. Cookie. Con muốn mua gì? Nè, bánh không? Ờ, cookie muốn ăn đấy à. Ôi ôi, bán đủ thứ hộp hết nè, mùng tơi, hộp sen. Ô, cái gì đủ hết nè. Củ dền. Ở đây đi với nội đi. Wow, hai bà cháu đang đi khu bán đồ của người Việt nè. Wow, vui không bà con? Đó, bán đủ thứ nha. Rồi đi tới nữa nha. Đợi nha, đợi đi qua lộ. Đứng lại bà nội tắt mắt. Nè. Hello cô gà. Hello cô gà. Ăn gì đó? Ăn bánh cookie phải không? Ăn bánh cookie. Thank you.
Summer Hill. À, vô tiệm đồ chơi mua con gì, con bông bông. Ủa, con chó. Ở nhà có một con rồi, giờ mua nữa. Yeah. Hello cô gà, hello đi, hello bà, mấy bà con đi. Ừ, bây giờ đi xếp sẵn đi về. Ok, xếp sẵn đi về á. Bây giờ giờ happy rồi phải không? Ôi trời, con chó quâu quâu vậy đó hả? Ừ, chó quâu quâu vậy đó. Ừ. Chú về xe nhiều quá. Rồi thôi, hồi sáng giờ hai bà cháu đi chợ rồi mua xoài. Bà con ơi, mua hết ba loại xoài. Thà không thèm gì chứ thèm xoài chua. Thôi giờ đi về nha. Đó. Bye bye bà con đi, bye bye bà con. Ồ, cháu quâu quâu gì đó hả? Ồ. Thôi Lan xin chào cả nhà nha. Bây giờ chuẩn bị chở cháu về. Bye bye bà con, hẹn lại clip sau, bye bye. Chút xíu ra sao ngồi nha. Bye con, bye. Bye bye đi. Ồ, bye bye bà con. Chào, bye bye. Bye bye bà con. Giỏi quá. Bye bye bà con.